qua điều tra dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An xác định có 119 trường hợp tiếp xúc với cô gái tử vong do bạch hầu ở huyện Kỳ Sơn. Theo thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An, nữ bệnh nhân vừa tử vong do mắc bạch cầu trên địa bàn tỉnh này là PTC, 18 tuổi, ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân là học sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Kỳ Sơn, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trước đó, ngày 26 tháng 6, bệnh nhân C có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khàn tiếng nên tự mua thuốc điều trị và vẫn tham gia dự kỳ thi trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông Kỳ Sơn vào ngày 27, 28 tháng 6. Sau khi thi xong, tình hình của C tiến triển nặng hơn nên về ngày 1 tháng 7 đã đến trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn điều trị, trần đoán viêm loét họng amidan mũ, tiên đoán bạch hầu. Đến ngày mùng 4 tháng 7, bệnh nhân chuyển lên bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân đã được chuẩn đoán thốc nhiễm khuẩn, bạch hầu biến chứng rất nặng nên gia đình xin về và tử vong trên đường về vào dạng sáng ngày 5 tháng 7. CDC tỉnh Nghệ An đã xác định được 7 trường hợp có tiếp xúc gần cùng bệnh nhân tại phòng ký túc xá trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Trong số này, có 2 người là S và B đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang. Đến nay, B đã được xét nghiệm với kết quả dương tính với bạch hầu. Mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã xác định được 119 người ở Nghệ An có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát cho tới lúc tử vong. Hiện ngành y tế Nghệ An và các địa phương liên quan đang tích cực triển khai các biện pháp phòng và chống dịch Vị mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một tin tức đáng chú ý liên quan tới lĩnh vực quốc tế được đăng tải trên trang VTC News. Hôm cuối tuần trước một vụ vỡ đê xảy ra tại một phần bờ kè trên bờ hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở quốc gia này. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã điều động hàng ngàn người và nhiều thiết bị được điều động nhằm khẩn cấp đối phó với vụ vỡ đê này. Được biết khoảng đê vỡ trên hồ Động Đình ban đầu chỉ rộng khoảng 100 khoảng 10 m vào sáng ngày mùng 5 tháng 7 nhưng tăng dần lên 225 m vào chiều ngày 6 tháng 7. Nước từ hồ cũng gây ngập lụt một vùng có diện tích lên đến 46 km vuông. Trước nguy cơ vỡ đê, chính quyền địa phương đã cho sơ tán gần 6.000 người trong khu vực đến nơi an toàn ngay trong ngày 6 tháng 7. Trước đó, mực nước tại hồ Động Đình lưu vực thoát nước của sông Dương Tử bắt đầu dâng cao do mưa lớn kéo dài cả tuần ở miền Nam Trung Quốc thưa quý vị mới đây thì một trận mưa to gió lớn kèm theo rông lốc vào chiều ngày 6 tháng 7 vừa qua thì cũng đã làm cho nhiều vườn sầu riêng ở đắk lắc đắk nông gãy đổ trái dụng la liệt và gây thiệt hại lớn cho người nông dân tại đây. Thông tin trên trang VTC News cho biết, địa phương bị thiệt hại nặng nhất là xã Eta, huyện Cư Mờ Ga. Dông lốc bất ngờ không chỉ khiến nhiều cây sầu riêng bị rụng trái hàng loạt, gãy đổ, bật gốc, mà còn gây tốc mái nhà dân. Hiện tại, người dân xã Cư Mờ Ga đang cố gắng gia cố để cứu vớt những cây sầu riêng bật gốc, còn những cây ngã, gãy ngang thân chẳng thể cứu vãn. Trong ngày hôm qua, thì nhiều hộ dân tại xã Cư Mờ Ga đã tổ chức thu gom số sầu riêng bị thiệt hại để bán cho thương lái với giá từ 6 đến 20.000 đồng một kg để giảm bớt thiệt hại. Thưa quý vị, cho dù có nhiều phiên livestream bán sầu riêng thất bại nhưng vẫn không làm nản lòng người bán hàng bởi nhu cầu của mặt hàng này là rất lớn. Bằng chứng là vào trưa ngày 7 tháng 7 vừa qua, trong ngày đôi siêu khuyến mãi trên kênh thương mại điện tử, phiên livestream của các KOL và KOC đã thu hút rất đông người tiêu dùng. Và sau đây là ghi nhận của trang điện tử báo người lao động. Trong đó, phiên livestream trên TikTok của Hằng Du được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội vì chỉ sau 5 phút mặt hàng sầu riêng đã được thông báo hết hàng với sản lượng khoảng 12 tấn. Đại diện nhà bán hàng chia sẻ đã chuẩn bị cho chương trình hơn một tháng, mục tiêu là bán hết một container sầu riêng với số lượng từ 15 đến 17 tấn, chủ yếu là sầu riêng Ri 6 ở Đắk Lắc và một ít sầu riêng Musang King tại Khánh Hòa. Ngay từ chiều ngày 7 tháng 7, hàng bắt đầu giao đến người tiêu dùng để bảo đảm chất lượng thưa quý vị nước ta có vùng trồng nho rất nổi tiếng tuy nhiên thì sản lượng khá là khiêm tốn so với nhu cầu tiêu dùng hiện nay của người dân thế nên hàng năm thì nho vẫn luôn nằm trong top đầu của những loại quả được nhập khẩu về việt nam nhiều nhất và thời điểm này thì nho ngoại lại được bán, bán tràn ngập tại các chợ việt và có loại thì lại bán giá rẻ như nhau thông tin được đăng tải trên trang báo vov không chỉ một đến hai loại mà tại thị trường Việt Nam có đến gần chục loại nho Trung Quốc đang giao bán như nho sữa, nho sữa bắp đen, nho ruby, nho đỏ, nho xanh. Đáng chú ý so với mặt hàng nho nhập khẩu bán trên thị trường, các loại nho xuất xứ từ Trung Quốc thường có giá rất rẻ, thậm chí là siêu rẻ. Chẳng hạn như nho sữa đổ về chợ Việt có rất nhiều loại, giá dao động chỉ từ 60.000 đến 140.000 đồng một kg. Các tiểu thương cho biết mùa hè ở các nước trồng nho vào vụ thu hoạch nên hàng đổ về Việt Nam với số lượng lớn, do đó mới có giá rẻ như hiện nay. Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Thưa quý vị, người dân ở khu vực suối cạn xã Ia huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang trong hoàn cảnh cơ cực, thiếu thốn đủ đường mấy chục năm nay khi không có điện đường trường trạm. Họ mong chờ từ ngày dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai suối cạn, nhưng đến nay mọi việc đang đình trệ vì thiếu thốn. Cụm dân cư tự phát suối cạn với những căn nhà lụp sụp siêu vẹo nằm cách trung tâm xã Ia khoảng 8 km. Nơi đây có 37 hộ dân với hơn 180 khẩu đang sinh sống bao quanh một giếng nước. Đường xá chắc trở, thường bị đường bị cô lập mỗi khi mưa lớn nên dù rất gần với trung tâm huyện, nhưng cụm dân cư tự phát suối cạn vẫn như một thế giới biệt lập. Các hộ dân hầu hết thuộc diện nghèo rất nghèo, rất nhiều trẻ em thất học. Vào tháng 9 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Thiện triển khai dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai suối cạn. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên đến nay giai đoạn 1 của dự án mới hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như là điện, đường, công trình cấp nước sinh hoạt từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng. Các hạng mục như là nhà ở, công trình giao thông kết nối vùng dự án và hạ tầng kỹ thuật chưa thực hiện được. Người dân suối cạn vẫn phải sống trong cảnh nghèo đói, cô lập. Mở đầu sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trên báo đại đoàn kết theo Nation IQ Việt Nam, các nghiên cứu người tiêu dùng 2024 của Nation IQ cho thấy, người tiêu dùng khu vực châu Á Thái Bình Dương đang gặp áp lực về việc chi phí sinh hoạt tăng, dẫn tới việc người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu các mặt hàng tùy ý để cân bằng chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu, đồng thời đưa ra những quyết định mua sắm cẩn trọng hơn. Theo đó, 89% người tiêu dùng tìm kiếm mức giá thấp hơn, 72% giảm tổng chi tiêu Cụ thể ở Việt Nam, theo Nation IQ, 36% người tiêu dùng lo ngại về tình hình suy thoái kinh tế và 25% lo ngại về việc mất an ninh, mất việc làm. Họ cũng cảm nhận được việc tác động của lạm phát thông qua việc tăng giá bán hàng hóa. Người trẻ từ 18 đến 25 tuổi cải thiện tình hình tài chính bằng cách tăng thu nhập và chi tiêu tiết kiệm hơn. Nhóm người lớn tuổi từ 46 đến 55 tuổi có xu hướng cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không cần thiết. 62% người tiêu dùng Việt Nam cũng lựa chọn nấu ăn tại nhà nhiều hơn. Kính thưa quý vị, theo báo Nghệ An những ngày qua thì nông dân Nghệ An kiếm bội tiền từ bắt ốc biêu vàng nhập cho thương lái, vừa có thêm thu nhập, vừa bảo vệ mùa màng. Và chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 7 thì nông dân xã Thượng Sơn Đô Lương đã bắt được 12 tấn ốc biêu vàng trên đồng ruộng của địa phương, trong đó thì có 6 tấn được bán cho thương lái với giá là 2.000 đồng một kg. Lượng ốc còn lại thì được người dân chế biến thành thức ăn cho gia súc và gia cầm. Ông Nguyễn Tất Hảo, Chủ tịch Hội nông dân xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương cho biết, ốc biêu vàng trên các ruộng lúa đầm ao nhiều vô kể, xác định nếu không tiêu diệt sớm thì sẽ trở thành vấn nạn và gây hại mùa màng. Lúa vừa lên xanh là ốc biêu vàng cắn ngang thân, phải gieo cấy lại rất vất vả và tốn kém. Do đó, Hội nông dân xã đã tổ chức phát động toàn dân ra quân diệt ốc biêu vàng, đẩy mạnh tuyên truyền trên loa phát thanh qua Zalo, Facebook kêu gọi người dân xử lý bắt ốc biêu vàng. Đồng thời, Hội nông dân đã kết nối với thương lái thu mua ốc biêu vàng cho người dân vừa bắt ốc bảo vệ lúa vừa có thêm thu nhập nên người dân hưởng ứng rất tích cực. Ở các địa phương khác như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Yên Thành, việc thu mua ốc biêu vàng đã diễn ra nhiều năm gần đây. Nhờ có thương lái thu mua nên tiêu thụ người dân cũng đã tích cực hơn trong việc bắt ốc biêu vàng, ngăn chặn ốc biêu hại lúa, lấn chiếm nơi sinh sống của các sinh vật khác, gây mất cân bằng sinh thái. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, theo tạp chí điện tử kiến thức.net, anh Nguyễn Phước Lộc, ngụ tại thành phố Sa Đéc, thành phố tỉnh Đồng Tháp, là chủ nhân của cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam. Anh Lộc có hàng chục năm gắn liền với cây kiểng bonsai ở Sa Đéc. Cặp me kiểng cổ được chủ nhân mua về từ năm 1993. Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam đạt giá trị thẩm mỹ cao về nghệ thuật uốn sửa, tạo tán và từng đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ sinh vật cảnh toàn quốc. Cặp cây me kiểng có tuổi đời hơn 150 năm được sửa theo dáng hình thông, ở dưới gốc to và nhỏ dần về phía ngọn. Toàn bộ các chi của cặp me này đều được sửa sơn thủy, cây cao khoảng 6 mét, đường kính tán 3,5 mét, hoành gốc 1,4 mét. Dù hơn 150 tuổi nhưng mỗi năm thì cây me vẫn ra hoa và đậu trái. Anh Lộc cho biết là có nhiều người đến hỏi mua cặp me với giá 10 tỷ đồng nhưng anh không bán mà để dành trưng bày trong khuôn viên nhà. Năm 2013, cặp me của anh Lộc đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam. Kính thưa quý vị, mới đây thì cục khí tượng Trung Quốc CMA đã cảnh báo một đợt nắng nóng kéo dài sắp diễn ra ở miền Đông, Trung và Nam đất nước trong tháng này, làm giảm sản lượng gạo và bông trong nước, thông tin có trên báo Người lao động. CMA cho biết nhiệt độ tại hầu hết khu vực tại Trung Quốc sẽ tương đối cao trong vài tháng tới, báo hiệu năm thứ hai liên tiếp có mùa hè nóng cực đoan. Sản lượng lúa hàng năm của Trung Quốc trên đà tăng từ năm 2018 với sản lượng kỷ lục 695,4 triệu tấn vào năm ngoái. Tuy nhiên, mục tiêu duy trì sản lượng hàng năm trên có 650 triệu tấn đang bị đe dọa bởi hàng loạt yếu tố từ mất đất nông nghiệp do đô thị hóa, thiếu nhân lực ngành nông nghiệp tới tình trạng thời tiết cực đoan. Theo nghiên cứu trên trang tạp chí Nature Food hồi năm ngoái của một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc, sản lượng lúa của nước này có nguy cơ giảm 8% vào cuối thế kỷ này do mưa cực đoan. Không chỉ Trung Quốc, thời tiết cực đoan cũng đe dọa mùa khắp thế giới từ Nga, Ấn Độ sang tới Mỹ, gây căng thẳng nguồn cung thế giới và đẩy giá lương thực lên cao.